Xin chào toàn thể quý chị đang quay trở lại với video tiếp theo của kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà và đất khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hôm nay thì em đang có mặt tại khu vực thành phố Thủ Đức quý chị nha, để chia sẻ tới anh chị mình một lô đất nằm trong khu dân cư này quý chị. Đây là khu dân cư hiện hữu, xây nhà hoàn công thoải mái ha. Khu dân cư này nó là thuộc hẻm 283 gần với đường Linh Đông, hẻm 283 đường Linh Đông đó quý chị ha, đường Linh Đông, phường Linh Đông luôn, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái lô đất hôm nay em chia sẻ anh chị mình là lô này nè quý chị, 51m ha. Đây, lô này quý chị ha. Mình tính từ trong này ra là lô số 3 đó, từ trong cái tường đó quý chị là cách ra 3 lô là đây, lô này này em tính rồi ha. Chỗ này ngang 4m8, dài 11 quý anh chị nha. Đấy, tổng là 51m, hướng chính đông quý anh chị nha, hướng chính đông ha. Đấy, chỗ này mình xây dựng tự do thoải mái quý anh chị ha, hoàn công thoải mái, khu dân cư hiện hữu nha, sổ riêng đầy đủ, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Đây quý anh chị thấy ông nhà người ta xây đây ha, hai lầu một lầu có đầy đủ ha. Đấy, khu này xây dựng tự do thoải mái, khu dân cư hiện hữu, đường 7m, tính cả vỉa hè cây xanh. Ở trong đây thì hiện tại bây giờ xây dựng rất là nhiều này quý anh chị đó. Khu này là thuộc hẻm 283 đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây để em di chuyển ra con hẻm 283 cho quý anh chị mình xem. Đường ô tô quý anh chị nha, đường ô tô vào tới nhà ha, hai ô tô tránh nhau. Đấy, khu này rất là gần với đường Phạm Văn Đồng quý anh chị. Ra đường Phạm Văn Đồng mà cái khúc chỗ ngã tư Tô Ngọc Vân và đường Phạm Văn Đồng á là chỉ tầm khoảng 200m thôi, rất là gần nhá. Ra đường Phạm Văn Đồng gần quý anh chị ạ. Vào thành phố, trung tâm thành phố rất là tiện nhá. Đấy, đường ô tô, lô này rất là đẹp đấy quý anh chị, xây tự do mà. Đây này, hẻm 283 này quý anh chị, con hẻm này, hẻm ô tô nha. Xíu nữa em ra ngoài đường Linh Đông em quay luôn cho quý anh chị mình xem. Đây, em quay vào phía trong cho quý anh chị mình xem cái khu dân cư này. Đấy, đây là khu dân cư này quý anh chị nha. Giá là 4.3 quý anh chị nha. Cái lô 51m mà hôm nay em chia sẻ anh chị là giá 4.3. Còn thương lượng chính chủ ha. Đó, ở trong đó đó. Rồi để em di chuyển ra cái hẻm 283 này cho quý anh chị mình xem. Hẻm này cũng ok nha quý anh chị nha. Tầm 5m rưỡi 6m á. Đó, hẻm rải nhựa đàng hoàng. Đường phía trước là đường Linh Đông. Đây, phía trước này là đường Linh Đông rồi quý chị. Chỗ này ra đường Phạm Văn Đồng rất là gần, chỉ tầm 200-300m đổ lại thôi. Rất là tiện nha. Đấy, coi cái khu vực này mình vào thành phố cũng rất là tiện quý chị ạ. Rất là đẹp ha. Đấy, chỗ này là đường Linh Đông rồi quý chị. Đây là đường Linh Đông ha. Nó cách đường Linh Đông chỉ tầm khoảng 5-70m đổ lại thôi. Đó. Trước đó là đường Tô Ngọc Vân, ra đó là ngã tư Tô Ngọc Vân và Phạm Văn Đồng đó quý chị ha. Rất là gần quý chị nha. Đây. Đây là con đường Linh Đông này. Hướng này mình ra Phạm Văn Đồng được luôn, xuống chỗ chung cư 4S đó quý chị ha. Đó, hướng này ra Phạm Văn Đồng được luôn, nhưng mà hướng này chạy xuống thành phố thì tiện hơn này, mình không cần qua ngã tư Tô Ngọc Vân nhé, thì chạy xuống hướng này tiện hơn này quý chị. Đó, rất là đẹp ha. Đấy, rồi rất là đẹp ha. Rồi, rồi nếu anh chị mình yêu thích lô đất tại hẻm 283 đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức này thì hãy alo cho em Hải ha. Bên em chuyên nhà đất khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Em xin chào ạ.